Ok, hình ảnh đầu tiên là những người thầy của Hoàng Dũng. Thật ra Hoàng Dũng không có cơ hội để đăng hình tất cả những cái người thầy, tất cả những người mà đã dạy dỗ Hoàng Dũng, đã hướng dẫn cho Hoàng Dũng đến với cái con đường này. Có rất là nhiều người, mẹ là người đầu tiên gọi là hướng dẫn, ủng hộ, tiếp thêm động lực cho Hoàng Dũng trên những cái bước đường đầu tiên. Có cái niềm tin và có sự ủng hộ của gia đình là một cái nguồn động lực rất là lớn đối với Hoàng Dũng để theo đuổi con đường này. Biết Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Có snack khoai tây Lay cho Tết siêu đoàn tụ, cùng Lay chung vui, Tết là vui chung. Chọn dinh dưỡng lành mạnh, chọn Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition. Tiếp theo đó có rất nhiều những người thầy khác như là ca sĩ Thu Phương, nhạc sĩ Giáng Son, và ở trên hình đây các bạn có thể thấy đó là ca sĩ Ngọc Mai, là những người đã hướng dẫn cho Hoàng Dũng về kỹ thuật, về cả về sáng tác, biểu diễn trên sân khấu, và kể cả những cái kinh nghiệm mà các chị các cô đã đúc kết được qua nhiều năm kinh nghiệm để trao lại cho mình, cho mình những cái hành trang tốt hơn ở trên sân khấu. Và thực sự Hoàng Dũng rất là trân trọng những người thầy, những người cô của mình. Hình ảnh tiếp theo đó là Yên Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ đây là cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm 2022 của Hoàng Dũng, khi mà đã có thể tổ chức được concert thứ hai trong sự nghiệp của mình cùng với khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội nữa. Concert tại thành phố Hồ Chí Minh là đêm nhạc đầu tiên Hoàng Dũng gặp mặt khán giả. Đó là một cái đêm nhạc cho đến bây giờ vẫn còn rất là nhớ và rất là bồi hồi, vì những cái sự bất ngờ khi mà mình đứng ở trên sân khấu và những cái khoảnh khắc mà mình thật sự không thể nói nên lời được, bởi vì là quá run. Thật sự là cho đến bây giờ, và Hoàng Dũng nghĩ là kể cả sau này nữa, Hoàng Dũng cũng sẽ không bao giờ quên. Hoàng Dũng là một người rất tin vào cái điều đó, thật sự là như thế. Bởi vì bản thân Hoàng Dũng cũng là một người không phải là một người nghệ sĩ có được thành công sớm, mà phải trải qua rất là nhiều thử thách, và hiện tại vẫn đang trong quá trình chứng tỏ bản thân mình đối với khán giả. Và Hoàng Dũng tin rằng là không phải bất cứ ai cũng phải trải qua những cái thử thách, những cái khó khăn, nhưng mà những cái thử thách, những cái khó khăn và những cái trở ngại, nó sẽ là những cái thứ thuốc thử hết sức chuẩn xác cho việc một người nghệ sĩ có khả năng hay không, và liệu chúng ta có thể đi được đến mức nào. Hoàng Dũng rất là trân trọng những ngày tháng thử thách và khó khăn đó. Hoàng Dũng xin chào tất cả khán giả của Sóng 23. Chúng tôi đã chuẩn bị những lá thăm có màu sắc khác nhau tương ứng với chủ đề của Sóng 23. Mỗi nghệ sĩ sẽ bốc một lá thăm bất kỳ, sau đó trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề mà mình chọn. Ok, chủ đề số 2. Hoàng Dũng đã tìm kiếm cảm hứng từ đâu để làm đẹp thêm âm nhạc của mình? Hoàng Dũng nghĩ rằng là những cái tính nghệ thuật và những cái tính hay, tính đẹp đó nó xuất phát ngay trong đời sống của chúng ta. Vậy thì một người nghệ sĩ làm thế nào để phát huy những cái giá trị đẹp? Đó là một người nghệ sĩ đó phải có chất lượng cuộc sống đẹp và phải có một chất lượng cuộc sống tốt. Hoàng Dũng luôn luôn cố gắng làm cho cuộc sống của mình đầy đủ, đa màu nhất có thể, để cho những cái trải nghiệm của mình nó đầy đủ lên, và sau đó thì mình sẽ viết được nhạc hay. Đối với Hoàng Dũng, thế nào là cuộc sống đẹp? Dũng đã lên kế hoạch như thế nào cho hành trình như ý của mình? Hoàng Dũng là một người yêu công việc, nhưng mà Hoàng Dũng luôn luôn muốn cuộc sống của mình có sự cân bằng giữa công việc, giữa những sở thích cá nhân, và giữa cả những việc mình bố trí thời gian để vừa làm việc, vừa có thể thăm những cái người thân của mình, và có thể dành cho cái sở thích cá nhân và những cái hạng mục việc khác nữa, để làm cho mình không có bị rơi vào trạng thái quá căng thẳng cho một việc gì đó. Hoàng Dũng nghĩ là quan trọng nhất của một người nhạc sĩ, một người viết nhạc, đó là làm thế nào giữ được đầu óc của mình thoải mái nhất. Số 3. Hoàng Dũng có tin vào việc sau khi trải qua những khó khăn thì mới gặt hái được thành công không? Hoàng Dũng là một người rất tin vào cái điều đó. Thật sự là như thế, bởi vì bản thân Hoàng Dũng cũng là một người không phải là một người nghệ sĩ có được thành công sớm, mà phải trải qua rất là nhiều thử thách, và hiện tại vẫn đang trong quá trình chứng tỏ bản thân mình đối với khán giả. Và Hoàng Dũng tin rằng là không phải bất cứ ai cũng phải trải qua những cái thử thách, những cái khó khăn, nhưng mà những cái thử thách, những cái khó khăn và những cái trở ngại, nó sẽ là những cái thứ thuốc thử hết sức chuẩn xác cho việc một người nghệ sĩ có khả năng hay không, và liệu chúng ta có thể đi được đến mức nào. Hoàng Dũng rất là trân trọng những ngày tháng thử thách và khó khăn đó. Để đạt được thành công như hiện tại, Hoàng Dũng đã trải qua những thử thách như thế nào? Cũng có những khó khăn nhất định. Hoàng Dũng không nghĩ những khó khăn của mình là những cái khó khăn mà nó hơn người khác hay là nó quá là đáng kể cả. Nhưng mà Hoàng Dũng nghĩ là khi mà Hoàng Dũng mới bắt đầu bước chân vào nghề, cũng có những cái khó khăn nhất định. Chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều kỹ năng, và cũng như là chưa tìm hiểu sâu về những cái gì mà mình đang làm. Và những cái điều đó cần đòi hỏi một người nghệ sĩ như Hoàng Dũng phải có thời gian để trau dồi bản thân, để update bản thân, để sai, để vấp ngã. Và từ những cái vấp ngã đó thì mình mới rút ra được những thứ tốt hơn cho bản thân mình. Số 5. Có người nói rằng thời khắc bên cạnh gia đình là đẹp nhất, nhưng đối với nghệ sĩ, cái đẹp còn gắn liền với sân khấu. Hoàng Dũng có bao giờ phải đứng trước sự lựa chọn giữa hai cái đẹp này chưa? Dũng hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đối với một người nghệ sĩ thì đôi khi chúng ta phải đặt cái công việc và đặt công chúng lên bên trên những cái gia đình, những cái cá nhân của bản thân mình để phục vụ cho công việc. Và Hoàng Dũng nghĩ rằng là bất cứ người nghệ sĩ nào cũng sẽ mong muốn trong cái tuổi đời của mình có thể cống hiến được nhiều nhất cho khán giả.
Vì thế nên là hầu hết những khoảng thời gian ưu tiên nhất mình sẽ dành cho công việc, dành cho công chúng và dành cho khán giả của mình. Và đương nhiên là gia đình của mình cũng sẽ cần những khoảng thời gian, và Dũng cũng luôn luôn cố gắng cân bằng hai thứ đó. Những khoảng thời gian dành thì sẽ quay trở về với gia đình, và nhất là với dịp Tết. Với dịp Tết là một dịp mà không thể nào không ở cùng với gia đình, bởi vì là mình đã đi cả năm rồi, mình đã cống hiến cả năm rồi, và mình cũng đã hoạt động chăm chỉ cả năm rồi. Tết đến là khoảng thời gian mà Hoàng Dũng sẽ dành thời gian để gặp mặt gia đình, để đoàn viên, để mình quay trở lại là một người con, tiếp thêm những cái năng lượng, sạc lại những cái năng lượng tốt để mình tiếp tục trong năm mới tiếp theo. Đây là năm ảnh lấy từ mạng xã hội của Hoàng Dũng. Bạn hãy chia sẻ về khoảnh khắc khi chụp những bức ảnh này. Ok, hình ảnh đầu tiên là những người thầy của Hoàng Dũng. Thật ra Hoàng Dũng không có cơ hội để đăng hình tất cả những cái người thầy, tất cả những người mà đã dạy dỗ Hoàng Dũng, đã hướng dẫn cho Hoàng Dũng đến với cái con đường này. Có rất là nhiều người, mẹ là người đầu tiên gọi là hướng dẫn, ủng hộ, tiếp thêm động lực cho Hoàng Dũng trên những cái bước đường đầu tiên. Có cái niềm tin và có sự ủng hộ của gia đình là một cái nguồn động lực rất là lớn đối với Hoàng Dũng để theo đuổi con đường này. Tiếp theo đó có rất nhiều những người thầy khác như là ca sĩ Thu Phương, nhạc sĩ Giáng Son, và ở trên hình đây các bạn có thể thấy đó là ca sĩ Ngọc Mai, là những người đã hướng dẫn cho Hoàng Dũng về kỹ thuật, về cả về sáng tác, biểu diễn trên sân khấu, và kể cả những cái kinh nghiệm mà các chị, các cô đã đúc kết được qua nhiều năm kinh nghiệm để trao lại cho mình, cho mình những cái hành trang tốt hơn ở trên sân khấu. Và thực sự Hoàng Dũng rất là trân trọng những người thầy, những người cô của mình. Hình ảnh tiếp theo đó là Yên Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ đây là cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm 2022 của Hoàng Dũng, khi mà đã có thể tổ chức được concert thứ hai trong sự nghiệp của mình cùng với khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội nữa. Concert tại thành phố Hồ Chí Minh là đêm nhạc đầu tiên Hoàng Dũng gặp mặt khán giả. Đó là một cái đêm nhạc cho đến bây giờ vẫn còn rất là nhớ và rất là bồi hồi, vì những cái sự bất ngờ khi mà mình đứng ở trên sân khấu, và những cái khoảnh khắc mà mình thật sự không thể nói nên lời được, bởi vì là quá run. Thật sự là cho đến bây giờ, và Hoàng Dũng nghĩ là kể cả sau này nữa, Hoàng Dũng cũng sẽ không bao giờ quên. Bức ảnh cuối cùng là concert tại Hà Nội. Khi Hoàng Dũng đã tự tin hơn nhiều rồi, không còn run, không còn bất ngờ và không còn bỡ ngỡ ở trên sân khấu nữa. Đêm diễn tại Hà Nội cũng là một đêm diễn hết sức là đáng nhớ, khi mà đêm diễn đó trùng với ngày sinh nhật của Hoàng Dũng. Và Hoàng Dũng chỉ nghĩ rằng là ngày hôm đó sẽ là một ngày mình cống hiến hết mình cho khán giả, coi đó là một ngày bình thường và mình cháy hết mình với khán giả thôi. Nhưng không ngờ đến cuối chương trình, khi mà căn nhà từ trên sân khấu xoay ra, và Hoàng Dũng biết rằng là phát hiện ra là chị Thu Phương, ekip, tất cả khán giả tổ chức sinh nhật cho Hoàng Dũng, một cái sinh nhật bất ngờ, thì mình rất là hạnh phúc. Và thật sự là lúc đó rất là bối rối, không biết nói như thế nào, thật rất là đáng nhớ và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Mình chúc cho tất cả khán giả của Sóng 23 sẽ có một năm mới tràn đầy sức khỏe, bùng nổ, hứng khởi, năng lượng mới. Và chúc cho tất cả những dự định của mọi người sẽ thành sự thật, sẽ có thật là nhiều thành công, cũng như là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc mừng năm mới. Sống 23, 19:30 đêm giao thừa trên kênh Vion, vì channel, vì giải trí, vì dramas.